chào quý vị và các bạn, tôi là Hồng Quyên từ Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Người Việt Nam Châu. Chương trình hôm nay, ngày 7 tháng 6 2013, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành lập Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ. Lễ trao giải cuộc thi ảnh Bé Khỏe Bé Đẹp Ukraine 2013. Người phụ nữ hạnh phúc với mối tình Việt-Nhật. Thưa quý vị, với mục đích xây dựng cộng đồng thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ thành một cộng đồng gắn kết, tương trợ lẫn nhau, đại diện những hội thanh niên sinh viên Việt Nam đã có những hoạt động sôi nổi, trải dài trên 30 bang của Hoa Kỳ. Mới đây, các cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Hoa Kỳ đã tổ chức thành lập Hội Thanh niên Sinh viên tại Hoa Kỳ. Theo báo cáo Open Door 2012 của Viện Giáo dục Quốc tế, năm học 2011-2012, Việt Nam có 15.572 sinh viên đang theo học tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thực tế là hoạt động của thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ hiện vẫn chỉ giới hạn trong từng vùng riêng lẻ, thiếu tính kết nối rộng khắp và đặc biệt là chưa có sự kết nối mật thiết với đội ngũ những người từng du học tại Hoa Kỳ. Do đó, việc thành lập Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu và góp phần khắc phục tình trạng trên. Hội sẽ chính thức ra mắt ban điều phối vào ngày 24 tháng 8 năm 2013, nhân dịp hội tổ chức giải thi đấu thể thao và giao lưu dành cho thanh niên sinh viên Việt Nam trên toàn nước Mỹ. Lễ trao giải cuộc thi ảnh Bé Khỏe, Bé Đẹp Ukraine 2013 vừa được tổ chức tại Ukraine. Cuộc thi do Hội Người Việt Nam tỉnh Kharkov và Báo Tuần Tin Quê Hương phối hợp tổ chức. Buổi lễ có sự tham gia của Đoàn Công tác Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam do Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn dẫn đầu và Đại sứ Việt Nam tại Ukraine và Moldova, ông Hồ Đắc Minh Nguyệt. Kết quả cuộc thi đã được Ban giám khảo thông qua ngày 25 tháng 5 năm 2013. Dựa trên những tiêu chí chính như hồn của ảnh, bố cục ảnh và các yếu tố kỹ thuật của ảnh, cũng như sự chuẩn bị cho bức ảnh. Giải nhất thuộc về thí sinh Phan Tường Vi ở Kiev, hai thí sinh Nguyễn Mắc và Nguyễn Thu Hương giành giải nhì. Là con gái Hà Nội chính gốc, đến năm 15 tuổi, Dung Vũ, tên thật là Phương Anh, theo gia đình sang định cư ở Thái Lan. Cô bé nhỏ nhắn xinh xắn sinh năm 1995 gốc Việt này được các fan tuổi teen biết đến là người mẫu ảnh nổi tiếng ở Thái Lan. Với vẻ ngoài trong sáng, dịu dàng, Dung Vũ được nhiều người ví von là cô bé trà sữa Việt Nam. Khi còn ở Việt Nam, cô đã là người mẫu của các trang báo tuổi teen. Dung Vũ hiện là sinh viên năm thứ hai, Assumption University of Thái Lan, chuyên ngành quản trị kinh doanh, đồng thời là người mẫu tại Thái Lan. Sang Thái Lan, Dung Vũ vừa cố gắng vừa học vừa theo đuổi niềm đam mê của mình. Hiện cô đang là người mẫu ảnh cho một công ty khá nổi tiếng ở Thái Lan. Ngoài ra, Dung Vũ còn được chọn tham gia lớp học diễn xuất để cải thiện kỹ năng cho phù hợp với công việc. Bên cạnh đó, Dung Vũ cũng triển khai thực hiện một số dự án như đóng MV hay chụp cho tạp chí của Thái Lan. Trong chuyến công tác đến Mỹ vừa qua, phóng viên kênh truyền hình VTC10 Nét Việt đã có dịp đến với quận Cam để tìm hiểu về cuộc sống của cộng đồng người Việt tại đây và cuộc gặp gỡ với dược sĩ Tôn Nữ Trâm Anh đã để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng khó quên về một gương mặt người Việt trẻ hiện đại, năng động, tự lập, dám chấp nhận thất bại để thành công. Mời quý vị cùng theo dõi. Được biết là vừa rồi thì chị Trâm Anh vừa mới đảm nhận cái vai trò là đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm Lumia. Thì chị có thể chia sẻ đôi chút về cái công việc mới với rất là nhiều thử thách này. Chị thấy mẹ chị thì bị nám mười mấy năm nay lận rồi, mà dùng đủ thứ thuốc trên tất cả cái gì mà ra là dùng hết, qua hết là không có trị được. Thì chị mới ngồi nghiên cứu suy nghĩ tại sao mình là dược sĩ, sao mình làm sao mình có một cái thuốc mà nó hay, mà có thể trị được. Thì bao nhiêu năm, 10 năm nay chị cứ ngồi suy nghĩ và nghiên cứu và cộng tác với mấy bác sĩ, với hóa học gia. Thì bây giờ ra đời được một cái mỹ phẩm này rất là hay. Chị phải nói là chắc là bây giờ là vậy hay nhất trên thị trường. Tại vì chị đã dùng qua, mẹ chị và bao nhiêu người dùng qua, có nhiều kết quả rất là hay. Làm thế nào chị có thể vượt qua tất cả những khó khăn trong vòng 10 năm đó để có được cái thành công là cái sự hiện diện của thương hiệu sản phẩm này như ngày hôm nay?
trong 10 năm đó là mình phải đi thí nghiệm, mình phải thử hết tất cả trên thị trường, cái gì hay, cái gì nổi tiếng mình cũng thử qua, và mình biết được cái gì, cái khuyết điểm và ưu điểm của người ta, để cho mình mới làm ra một cái mỹ phẩm mà có thể mà ai dùng cũng được, mà phản ứng phụ rất là thấp. Thì cái đó là cái khó, là tìm thuốc thì ai làm ra cũng được hết, nhưng mà làm sao mà chế tạo tất cả cộng lại mà có kết quả cao và cái sản ứng phụ lại thấp, đó là cái quan trọng. Thì bao nhiêu năm mình thí nghiệm tất cả mấy cái sản phẩm khác thì mình thấy người ta bị này bị kia, thì mình mới ra một cái nó vừa đúng cho cái làn da của mọi người. Đến nay thì dòng sản phẩm mỹ phẩm Lumia đã có mặt tại thị trường được 8 tháng. Vậy thì trong tương lai dài hơn, xa hơn thì dược sĩ Trâm Anh sẽ có dự định như thế nào cho cái dòng sản phẩm này? Và liệu chị có một dự định nào xa hơn, nghiên cứu những cái dòng sản phẩm như thế nào khác nữa không? Trong tương lai thì công ty Lumia cũng như chị đại diện thì sẽ có những cái mỹ phẩm khác, sản phẩm khác như là chị mụn, make up vân vân. Và bây giờ mình cho trước về cái chị nám, cái đó thấy cũng quan trọng lắm. Rồi biết tên tuổi, người ta tin tưởng cái tên tuổi của Lumia rồi, thì sẽ chị nghĩ là tương lai mọi người đều sẽ muốn thêm, thì công ty sẽ làm thêm những cái khác nữa. Một lần nữa cảm ơn dược sĩ Trâm Anh đã dành thời gian cho chương trình, và chúc cho tất cả những cái dự định của chị trong tương lai sẽ thành công. Tạm thời chia tay với đất nước Mỹ và dược sĩ tôn nữ Trâm Anh, chúng ta sẽ cùng đến với xứ sở hoa anh đào để gặp gỡ với cô dâu Việt xây dựng tổ ấm tại Nhật. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến công tác tại Nhật Bản của phóng viên kênh truyền hình VTC10 Nét Việt, chúng tôi đã có cơ hội đến thăm gia đình của một cô dâu Việt Nam mới kết hôn với một người Nhật Bản. Đây là không gian tại gia đình của chị Lê Thị Thanh Thảo và anh Koyama Hironori tại Nhật Bản. Năm 2007, chị Thanh Thảo sang Nhật để học thạc sĩ tại trường nông công nghiệp Tokyo. Chị đã gặp và kết hôn với anh Hironori sau cuộc tình 4 năm. Hiện nay, cha mẹ của chị Thanh Thảo cũng đang được mời sang để sinh sống và cảm nhận cuộc sống tại Nhật Bản. Cái ăn, rồi cái mặc, rồi cái ở, tức là tất cả những cái chúng thấy đều khác với so với người Việt mình. Nhưng mà nó cũng có cái tương đồng, cái mức độ tương đồng thì cũng có. Nhưng mà nó khác, tức là cái văn hóa khác. Qua bên này, tức là tiện nghi mình xài cũng khác, đi ra đường, đi cũng trái đường. Tức là cái gì đi cũng khác hết. Thành ra đảo chiều với mình. Đương nhiên rồi, cái khó khăn ban đầu tiên nhất đó là ngôn ngữ. Khi mà mình không có thể mình nói chuyện ra, mình trình bày ra được hết tất cả những cái vấn đề mà mình muốn nói với lại, nhất là chồng của mình, thì nó cũng hơi khó. Nhưng mà được một cái là anh Hironori thì rất là hiểu, với lại anh rất là thông cảm. Và bản thân của mình cũng thấy là từ lúc mà mình bước chân qua Nhật tới giờ mình chưa gặp bất kỳ cái khó khăn nào hết. Ngày xưa đi học thì cũng nhờ thầy trong phòng thí nghiệm rất là thương, giống coi giống như con trong nhà. Rồi sau đó mình cũng được ở những cái chương trình homestay của người Nhật 3-4 tháng. Rồi mình lại được rất nhiều các cô chú, các anh chị người Việt Nam ở tại Nhật bao bọc. Chính vì vậy mà mình cảm thấy là khó khăn thì nó cũng có, nhưng mà vượt qua rất là nhanh. Sau khi kết hôn, chị Thanh Thảo đã rất nỗ lực để học hỏi văn hóa Nhật Bản. Đồng thời, chị Thảo cũng là sợi dây gắn kết giúp anh Hironori biết và yêu mến con người Việt Nam. Anh cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của đất nước Việt Nam sau mỗi lần ghé thăm. Gia đình của chị Thanh Thảo và anh Hironori là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản hiện đại, và sẽ hứa hẹn những điều rất hạnh phúc và thú vị. Con rất mừng, con vui, mình cảm thấy là rất là cái dạng như là khó tả lắm đó, kiểu như thấy con mình vậy mình cũng rất là hạnh phúc. Vâng, mừng. Mặc dù cuộc sống xa quê hương còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ tình yêu và sự quan tâm chia sẻ của người chồng Nhật Bản, chị Thanh Thảo đã hòa nhập rất tốt vào cuộc sống nơi đây. Hy vọng rằng những mối tình Việt-Nhật khác cũng sẽ được viên mãn và hạnh phúc như thế này.
Thưa quý vị, tại thành phố Ludwigshafen am Rhein, tiểu bang Rhineland-Palatinate, Cộng hòa Liên bang Đức, văn phòng đặc trách ngoại kiều, người tị nạn, hội nhập của chính phủ liên bang đã tổ chức hội nghị với chủ đề Hội nhập qua đào tạo. Các đại diện Liên hiệp của Việt Nam gồm giáo sư Nguyễn Văn Thoại, chủ tịch Liên hiệp và ông Trần Thanh Phong, ủy viên ban chấp hành, thành viên ban biên tập website Liên hiệp đã tiếp xúc với vụ trưởng vụ đào tạo lao động gia đình thuộc văn phòng đặc trách ngoại kiều người tị nạn hội nhập của chính phủ liên bang. Các đại diện Liên hiệp của Đức đã trao đổi về các vấn đề thuộc nội dung hội nghị. Vụ trưởng đào tạo lao động gia đình Đức đã tỏ ý rất quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam tại Đức và sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ. Những hình ảnh tại hội nghị này đã thay cho lời chào kết của chương trình Người Việt Nam Châu ngày hôm nay. Hồng Quyên thân ái xin kính chào tạm biệt.